tiết trời quá lạnh nên bị mất điện diện rộng. Chắc có lẽ vì vậy mà thượng tọa không vào được. Đêm hôm qua thượng tọa có, tức là sáng hôm nay ở Việt Nam, thượng tọa có nói chuyện với chúng tôi, và do vậy cho nên nay bài học này chúng tôi sẽ giảng trung bộ và sẽ giảng hết cái thời gian cho cái lớp học tới 10:30, nếu không có chư tăng vào rung, không có thượng tọa giáo đẳng vào rung để điều học. Bây giờ thì xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho kinh văn, xong rồi chúng tôi sẽ giảng bài học này, giảng bài kinh này. Xin mời cô. Dạ, sa thú Linh Thầy, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu, và con xin phép được đọc chánh kinh này. Bài kinh 107, kinh Ganaka Mokgalana. Ganaka Mokgalana Sutta, phân đoạn năm 20 đến năm 22. Chú thích dẫn nhập. Tên kinh lấy từ nhân vật Ganaka Mokgalana Sutta, một bà la môn ở Sawatthi, được biết là một nhà toán học. Vị này đến diện kiến Đức Phật và hỏi về sự tu tập trong Phật giáo. Những gì được đề cập trong bài kinh này cho thấy một khía cạnh quan trọng của Phật giáo, đó là chuyển hóa con người bằng sự giáo dục. Phân đoạn năm 20, giáo dục là con chuyển hóa mang tính tuần tự thứ lớp. Phương pháp chuyển hóa tuần tự là căn bản của sự giáo dục. Kinh văn như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi, Buddharama, nơi lâu đài của Migaramatu, Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường. Rồi Bà La Môn Ganaka Mokgalana đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống bên, Bà La Môn Ganaka Mokgalana bạch Thế Tôn. Ví như thưa Tôn giả Gotama, tại lâu đài Migaramatu này, có thể thấy được một học tập tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là những tầng cấp của lầu thượng cuối cùng. Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những vị Bà La Môn này, được thấy một học tập tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là sự học hỏi, các tập vệ đà. Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những vị bắn cung này, được thấy một học tập tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là nghệ thuật bắn cung. Cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama, đối với chúng con là những người toán số, sống nhờ nghề toán số, cũng được thấy một học tập tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là toán số. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng khi có được người đệ tử, trước hết chúng con bắt người ấy đếm như sau: một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần, tám lần, chín lần, mười lần. Và thưa Tôn giả Gotama, chúng con bắt đếm tới 100, có thể trình bày chăng? Thưa Tôn giả Gotama, trong pháp và luật này cũng có một tuần tự học tập, một tuần tự công trình, một tuần tự đạo lộ như vậy. Có thể trình bày này Bà La Môn, trong pháp và luật này có một tuần tự học tập, có một tuần tự công trình, có một tuần tự đạo lộ. Ví như này Bà La Môn, một người huấn luyện ngựa thiện xảo, sau khi được một con ngựa hiền thiện, trước tiên luyện tập cho nó quen mang dây cương, rồi tập luyện cho nó quen các hạnh khác. Cũng vậy, này Bà La Môn, Như Lai khi được một người đáng được điều phục, trước tiên huấn luyện người ấy như sau: hãy đến tỷ kheo, hãy giữ giới hạnh, hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt,
thọ trì và học tập các học giới. Này Bà La Môn, khi vị tỷ kheo giữ giới hạnh, chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập các học giới, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: Hãy đến tỷ kheo, hãy hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Vì tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, vân vân, mũi ngửi hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, u bi, các pháp ác bất thiện khởi lên. Tỷ kheo chế ngự nguyên nháy, hộ trì các căn, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Này Bà La Môn, sau khi tỷ kheo hộ trì các căn rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: Hãy đến tỷ kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chân chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì phẩm hạnh. Nghĩ rằng, như vậy ta nên diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn. Này Bà La Môn, sau khi tỷ kheo tiết độ trong ăn uống rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: Hãy đến tỷ kheo, hãy chú tâm cảnh giác, ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh đầu, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía hông bên phải như dáng nằm con sư tử, chân gác lên chân với nhau. Chánh niệm, tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Này Bà La Môn, sau khi vị tỷ kheo chú tâm tỉnh giác, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm nữa như sau: Hãy đến tỷ kheo, hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác, khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Này Bà La Môn, sau khi chánh niệm tỉnh giác rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: Hãy đến tỷ kheo, hãy lựa một chỗ thanh vắng, tịch tịnh như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi thức thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nơi trên và an chú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng tình, chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên, từ bỏ trạo cử, hối tiếc, vị ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng. Gột rửa tâm hết trạo cử, hối tiếc, từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với các ác thiện, đối với các thiện pháp. Khi đoạn trừ năm triền cái ấy, những pháp làm ô nhiễm tâm, làm trí tuệ yếu ớt, vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh,
với tầm, với tứ, vì ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm, vì ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà La Môn, đối với những tỷ kheo nào là bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần sự vô thượng an tịnh các triền ách, đó là sự giảng dạy của ta như vậy đối với những vị ấy. Còn đối với những vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát, những pháp ấy đưa đến sự hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. Phân đoạn 521. Tại sao cũng tu theo Phật nhưng có vị đắc chứng, có vị không? Không phải ai tu cũng đắc chứng. Đây là sự tự nhiên về căn tánh của chúng sanh, cũng là sự khác biệt trong cách nói giữa đạo Phật và các tôn giáo. Các tôn giáo khác, ngay cả một số tông pháp Phật giáo ngày nay, sự tuyên bố bản năng của tinh hệ tinh là được. Kinh văn. Khi được nói vậy, Bà La Môn Gajanaka La Ná bạch Thế Tôn: các đệ tử của Sa môn Gotama, khi được Sa môn Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, có phải tất cả đều chứng được cứu cánh đích Niết Bàn hay chỉ có một số chứng được? Này Bà La Môn, một số đệ tử của ta khi được khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, chứng được cứu cánh đích Niết Bàn, một số không chứng được. Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, trong khi có mặt Niết Bàn, trong khi có mặt con đường đưa đến Niết Bàn, trong khi có mặt tôn giả Gotama là bậc chỉ đường, tuy vậy các đệ tử tôn giả Gotama được tôn giả Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích Niết Bàn, một số không chứng được. Này Bà La Môn, ở đây ta sẽ hỏi ông. Nếu ông cảm nhận, hãy trả lời cho ta. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ông có giỏi về con đường đi đến Rajagaha Vương Xá? Thưa tôn giả, con có giỏi về con đường đi đến Rajagaha? Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ở đây có một người muốn đi đến Rajagaha. Người này đến ông và nói như sau: thưa tôn giả, con muốn đi đến Rajagaha, hãy chỉ cho tôi con đường đi đến Rajagaha. Ông ấy nói với người ấy như sau. Ông nói với người ấy như sau: được, này bạn, đây là con đường đưa đến Rajagaha. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi trong một thời gian, bạn sẽ thấy một làng tên như thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi trong một thời gian, bạn sẽ thấy một thị trấn tên như thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi trong một thời gian, bạn sẽ thấy Rajagaha với những khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, với những hồ ao mỹ diệu. Dầu cho người ấy được khuyến giáo như vậy, được giảng dạy như vậy, nhưng lại lấy con đường sai lạc đi về hướng Tây. Rồi một người thứ hai đến, muốn đi đến Rajagaha. Người này đến ông và hỏi như sau: thưa tôn giả, muốn đi đến Rajagaha, mong tôn giả chỉ cho con đường ấy cho tôi. Rồi ông nói với người ấy như sau: được, này bạn, đây là con đường đi đến Rajagaha. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi một thời gian, bạn sẽ thấy một làng có tên như thế này. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi một thời gian, bạn sẽ thấy một thị trấn có tên như thế này. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, bạn sẽ thấy Rajagaha với những khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, với những ao hồ mỹ diệu. Người ấy được ông khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, đi đến Rajagaha một cách an toàn. Này Bà La Môn, do nhân gì, do duyên gì, trong khi có mặt Rajagaha, trong khi có mặt con đường đưa đến Rajagaha,
trong khi mặt ông là người chỉ đường, giàu cho ông có khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một người lấy con đường sai lạc đi về hướng Tây, còn một người có thể đi đến Rajagaha một cách an toàn. Thưa tôn giả Gotama, ở đây con làm gì được? Con chỉ là người chỉ đường, thưa tôn giả Gotama. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi có mặt Niết Bàn, trong khi có mặt con đường ta đi đến Niết, con đường đi đến Niết Bàn, và trong khi có mặt ta là mặt chỉ đường, nhưng các đệ tử của ta được ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đến Niết Bàn, một số không chứng được. Ở đây, này Bà La Môn, ta làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ đường. Phân đoạn 522, tán thán và quy y. Là một người trí thức, vị Bà La Môn đã nói lên những suy nghĩ của mình trước khi quy y Tam Bảo. Kinh văn, khi nghe nói vậy, Bà La Môn Ganaka Moggallana bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, đối với những người không phải vì lòng tin, chỉ vì sinh kế, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, những người xảo trá, lường gạt, hư ngụy, mất thăng bằng, cao mạng, dao động, nói vô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ, không chú tâm tịnh cảnh giác, thờ ơ với sa môn hạnh, không tung kính học tập, sống quá đầy đủ uể oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng viễn ly, biến nhát, tinh cần, thấp kém, thất niệm, không tịch giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tục căm ngậm. Tôn giả Gotama không thể sống với những người như vậy. Còn những thiện gia nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, không lường gạt, không hư ngụy, không mất thân bằng, không cao mạng, không dao động, không nói vô tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú tâm kính giác, không thờ ơ với sa môn hạnh, tôn kính học tập, sống không quá đầy đủ, không uể oải, từ bỏ thối thất, đi đầu trong viễn ly, tinh cần, tinh tấn, chánh niệm, an trú, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, có trí tuệ, không căm ngọng, tôn giả Gotama sống hòa hợp với những vị ấy. Ví như tôn giả Gotama, trong các loại căn hương, hắc chiên đàn hương được gọi là tối thượng. Trong các loại loại cây hương, xích chiên đàn hương được gọi là tối thượng. Trong các loại hoa hương, vũ quý hương, jasmine được gọi là tối thượng. Cũng vậy là lời khuyến giáo của tôn giả Gotama được xem là cao nhất trong những lời khuyến giáo hiện nay. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và chúng tỷ kheo tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay cho chung con trọn đời quy ngưỡng. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng. Và chúng con thành kính cung thỉnh tượng tọa tuệ sư từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào thưa Tôn Đức, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh Ganaka Moggallana, một vị Bà La Môn giỏi về toán số. Khi Đức Thế Tôn trú ở Sothi tại Buparama, lâu đài của Vigaramatu,
Cũng cần nói thêm cái địa danh này một chút. Ở tại Sawatthi, Sa Vệ là kinh đô của nước Kosala do Đức vua Pasenadi cai trị. Ở Sawatthi, cái ngôi chùa đầu tiên là Chetavana, là chùa Kỳ Viên. Do ông trưởng giả Anathapindika, cấp cô độc, xây dựng và cúng dường đến Đức Phật, làm nơi để mà Ngài lưu trú và vào hoằng pháp. Có một lần tín nữ Visakha là con dâu của một đại bá hộ Migara cũng ở thành Sawatthi. Tín nữ Visakha khi đi mặc chiếc áo choàng có đính ngọc vàng ngọc ở trên ở chiếc áo đó. Chiếc áo có giá trị vô cùng. Và khi đến cổng chùa thì nàng mới suy nghĩ rằng không phải lẽ khi ta đến trước mặt Đức Thế Tôn bậc đầu sư mà lại ăn mặc sang trọng như thế này, lờ lẹt như thế này. Rồi nàng mới cởi bỏ chiếc áo choàng xếp lại cho cái cô tớ gái. Cầm giữ. Và khi nàng đến đảnh lễ Đức Phật và ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp xong, từ giả ra về thì chiếc áo choàng đó cô tớ gái cô lại bỏ quên ở trong chùa Chetavana. Và tôn giả Ananda ngài đã bạch hỏi Đức Thế Tôn bây giờ phải xử lý như thế nào. Cái này ở trong luật cái Phật ngài có dạy. Và nếu như tất cả những đồ quý giá ở trong chùa người ta bỏ quên lại ở trong chùa, trong nội viện, vị tỳ kheo có thể cất giữ với cái tâm tư nghĩ rằng nếu là của ai thì người đó sẽ đến nhận lại. Thế là Tôn giả Ananda đem cất lại. Khi về đến nhà thì bà thì nàng tín nữ Visakha mới hỏi chiếc áo choàng thì cô tớ gái đó cô giật mình là cô nói cô bỏ quên trong chùa rồi, cô sẽ trở lại cô lấy. Nhưng mà tín nữ Visakha mới bảo rằng nếu để đến chùa ở chiếc áo choàng hãy còn ở yên cái chỗ hồi nãy chúng ta ngồi để nghe pháp thì ngươi hãy nhặt đem về, và nếu như có vị tỳ kheo nào nhặt được đem cất thì để yên đó, ta sẽ đến để xin lại. Thì nàng đi đến, nàng tớ gái, cô tớ gái cô đi đến chùa trong dặn đường thì không thấy nữa. Lúc đó cô ta gặp
Mẹ Ananda, Ananda nói rằng Ngài đã cất giùm rồi, hãy đến mà lấy. Thì cô tư gái trở về báo, nàng Quý Sa Kha mới đi đến chùa đánh lễ tôn giả, và nàng mới trèo giá bán chiếc áo choàng đó với cái giá tương xứng một chiếc áo choàng quý giá như vậy, bao nhiêu tiền đó. Thì thưa quý vị, cái chiếc áo đó vì có đến ngọc và kim cương, cho nên chiếc áo này cái số tiền quá lớn, ở trong thành phố không có ai có thể mua nổi chiếc áo đó. Cuối cùng thì chính bà là người bỏ số tiền ra để mua chiếc áo đó lại. Với cái số tiền mà bà bỏ ra đó, bà xây dựng một cái ngôi chùa ở phía đông của thành phố Savatthi. Và cái chùa được đặt tên là Bhuparama, là Đông Phương Tự. Và ở trong cái chùa đó được xây dựng như là một cái tòa lâu đài Pasada. Và vì rằng cái chùa này là do bà Quý Sa Kha xây dựng, mà bà Quý Sa Kha bà được một cái biệt danh gọi là Bigaramatu. Bigaramatu bà được mệnh danh như vậy vì nó có hai nghĩa. Thứ nhất là vì cha chồng của bà trước là một người tà kiến theo ngoại đạo lõa thể, được nàng dâu Quý Sa Kha cảm hóa dần dần và ông bá hộ đầy cho phép mời Đức Phật về tư gia để cúng dường. Và khi Đức Thế Tôn ở thuyết pháp thì ông ta ở phía đằng sau tấm màn phòng trong, ông ta nghe pháp và ông ta đã chứng quả Tu Đà Vật. Bắt đầu kể từ đó, ông ta nghĩ rằng nàng dâu Quý Sa Kha cũng giống như là mẹ của ông ta, đã sanh ra ông ta một lần nữa với một cái tri kiến bất động nơi tam bảo, có chánh kiến, bị trở về với chánh đạo. Cho nên ông ta tuyên bố nàng dâu đó như là mẹ tinh thần của ông ta. Vì vậy cho nên mới gọi là Migara Matu. Chữ Matu là mẹ, Migara là tên của ông bác hộ đó. Cái lẽ thứ hai đó là sau này nàng Visakha với chồng nàng sanh một đứa con đầu lòng, thì ông bá hộ Bigara vì quý con dâu cho nên mới lấy tên mình đặt tên cho cháu nội là Bigara. Và như vậy thì nàng Quý Sa Kha được gọi là mẹ của Migara, tức là mẹ của đứa con nàng Migara. Nhưng người ta cũng hiểu được trong ý nghĩa trước Migara Matu là vì
ai cũng biết nàng là người mẹ tinh thần của ông trưởng giả Vigara, cho nên nàng từ đó có cái biệt danh như vậy. Và ở đây gọi là Lộc Mẫu, Lộc Vigara tức là con nai, Mẫu Matu là mẹ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến một cái danh từ riêng thì tốt nhất là chúng ta nên để nguyên chữ, chứ chúng ta không nên dịch. Bởi vì nếu mà chúng ta dịch được á, thì mai mốt gặp những cái danh từ riêng khác chúng ta cũng phải dịch nữa. Còn ở đây thì chúng ta cứ để Vigara mà tú. Thì đó là một vài điều mà chúng ta nói về cái lịch sử của ở địa danh mà Đức Thế Tôn đã thuyết ở trong cái bài pháp này, bài kinh này. Ở bài kinh này đã cho chúng ta bốn điểm quan trọng ở trong giáo pháp. Một, là Đức Phật ngài là vị đạo sư chỉ đường, chứ không phải là một vị đạo sư cứu rỗi. Khi ngài tuyên bố rằng ta chỉ là người chỉ đường, mà chỉ là người chỉ đường thôi. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ trình bày cái ý nghĩa này. Và ở đây thưa quý vị, cái điểm thứ hai đó là đến với giáo pháp này chúng ta phải tự mình nỗ lực, chứ chúng ta không thể nào chúng ta chỉ ngồi đó mà chúng ta niệm Phật mà chúng ta có thể giải thoát được đâu. Bởi vì Đức Phật ngài cũng có dạy rằng Akhataro Tathagata Tumhi Kichang Atapang, Như Lai là người chỉ đường, còn sự nỗ lực phải là do chính các ngươi. Khi mà ông Bà Lâm Môn Gá Đá Cá Nó Cà La Ná hỏi Đức Phật rằng bất cứ cái công việc gì, như là cái ngôi chùa Búp Ba Ra Má này được xây dựng lên, cũng phải có cái sự trình tự. Xây dựng nền móng rồi xây dựng tầng trệt, rồi tầng nhì, rồi tầng ba, chứ không phải một lần mà xây dựng được tới tầng ba. Cũng như chúng con là những thầy dạy toán số, khi dạy cho các học trò thì trước hết là dạy đếm số, sau khi đếm số rành rồi mới dạy cho những cái phép tính cộng trừ nhân chia v.v.
Vậy thì ở trong giáo pháp của Ngài, Ngài có dạy đệ tử tuần tự như vậy hay không? Có sự tuần tự trong giáo pháp này hay không? Thì Đức Phật Ngài nói có. Này Bà La Môn, trước hết này Bà La Môn, Như Lai huấn luyện cho một vị tỳ kheo đệ tử giữ giới hạnh, sống phòng hộ với sự phòng hộ như bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập các học giới. Như vậy trước tiên là Đức Phật Ngài huấn luyện cho một người mới xuất gia, một đệ tử mới xuất gia là phải giữ giới, thu thúc trong giới bổn. Tiếp đến, khi vị tỳ kheo đã giữ giới được rồi thì Ngài huấn luyện cho tỳ kheo ấy hộ trì các căn, tức là thu thúc lực căn, phải biết chế ngự khi mắt thấy cảnh sắc, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, không để cho tham ái ưu vi sanh khởi. Khi mà gặp cảnh tốt hay là gặp cảnh xấu, không để cho tham sân sanh khởi. Như vậy là cái sự huấn luyện thứ hai. Tiếp đến, sau khi vị tỳ kheo đã biết thu thúc lục căn rồi thì Đức Phật tiếp tục huấn luyện cho tỳ kheo ấy là tiết độ về cái sự ăn uống, tức là ăn không phải để vui đùa, nghĩ rằng ăn không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức thân này, mà chỉ để thân này khỏi tổn hại, để duy trì phẩm hạnh. Ăn để diệt cảm thọ cũ là đói, ăn để không phát sinh cảm thọ mới. Là tham. Ăn như thế nào để không phạm lỗi lầm và sống được an ổn. Thì như vậy là Ngài dạy cho cái bước thứ ba là tiết độ trong cái việc ăn uống. Đến cái tiếp là Đức Phật Ngài dạy vị tỳ kheo đệ tử, sau khi vị ấy đã sống tiết độ ăn uống rồi nữa, thì Đức Phật Ngài dạy là huấn luyện vị tỳ kheo ấy chú tâm tỉnh thức. Cái chỗ này, thưa quý vị, chúng tôi không có xài cái chữ chú tâm cảnh giác. Cái chữ cảnh giác đó, thưa quý vị, trong tiếng Việt của chúng ta, chữ cảnh giác đó, là chúng ta đề phòng cái sự nguy hại. Thí dụ như khi mà chúng ta đi ra đường thì chúng ta phải cảnh giác xe cộ đi, xe chạy qua chạy lại, chúng ta phải cảnh giác trường hợp
là có một cái sự cố xảy ra, có thể là chúng ta gây cái tai nạn, hoặc là xe khác nó có thể gây tai nạn giao thông cho mình, chúng ta phải cảnh giác. Chỗ nào đường bằng phẳng, chỗ nào đường gồ ghề, chỗ nào đường đang sửa chữa, chúng ta coi cái biển cảnh báo đó mà chúng ta chạy ngang thì chúng ta có sự cảnh giác. Thì như vậy đó, chữ cảnh giác là biển. Nhưng ở đây đó, ở trong tiếng Pali, gọi là Chagariyam Anujuto Hoti. Chagariyam tức là tỉnh thức. Như câu Pháp Cú mà Đức Phật dạy là Dikacharagato Rati. Dikacharagato, Dikacharagato, chữ Charagato tức là cái người thức, cái người thao thức. Đêm dài cho kẻ thức, người mà bị thao thức không có ngủ được đó, thì họ nằm trằn trọc hoài, họ thấy đêm sao dài quá. Đi khăn sàn tát xa vô trần năng, đường dài cho kẻ mệt. Đi khô ba la năng san sa rô sắc tha ma vô cha na tăng, là luân hồi dài cho kẻ ngu. Và vậy thôi cứu Đức Phật là dạy vậy. Nhưng mà trong cái chữ đầu á, chữ cha ghé ra tô, Chagaranta tức là tỉnh thức, là hiện tại phân từ. Thì ở đây đó, Chagaranta Anuchito tức là cái sự chuyên tâm, cái sự chú tâm, chú tâm tỉnh thức. Tức là vị tỳ kheo không có ngủ nhiều, tức là trong lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, là phải tỉnh thức. Ban ngày trong khi đi kinh hành và khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm trong kinh đầu đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm bên giữa nằm xuống phía hông bên phải như dáng nằm sư tử, chân gác chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng tâm tác ý đến lúc ngồi dậy. Cái câu này có nghĩa là khi mà vị tỳ kheo ngủ phải có sự tỉnh thức, là khi mà nằm xuống cũng chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà phải có cái sự tác ý là nằm nghỉ ngơi 2 giờ đồng hồ hoặc 3 giờ đồng hồ nữa ta sẽ thức dậy. Tác ý như vậy. Thì như vậy đến 3 giờ đồng hồ sau thì vị đó sẽ ngồi dậy. Bởi vì lúc hồi chiều đã có sự tác ý rồi. Rồi trong canh cuối, sau khi đã thức dậy đi kinh hành, hoặc là trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Thì như vậy ở đây đó, gọi là chú tâm tỉnh thức. Cái chữ tỉnh thức dịch cái chữ cha đó, Riyan, nó hay hơn. Nó hay hơn là cảnh giác thưa quý vị. Rồi đó là một giai đoạn. Giai đoạn thứ tư, đến cái bước thứ năm đó, là khi vị tỳ kheo biết sống tỉnh thức để ngăn ngừa những cái chướng ngại pháp
tức là các cái dục tầm, sân tầm, hại tầm đó, thì Đức Phật bước kế tiếp là Ngài huấn luyện cho vị đệ tử ở đó phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác trong mọi động tác của mình. Khi đi biết đi, khi đứng biết đứng, khi ngồi biết ngồi, khi nằm biết nằm, khi ăn, khi nhai, khi nuốt, khi nói, khi co tay, vỗ tay, đều phải ý thức cái việc mình đang làm. Đó là Đức Phật huấn luyện cho cái bước thứ năm là phải sống chánh niệm tỉnh giác. Rồi cái bước thứ sáu đó, cuối cùng là Đức Phật Ngài dạy, Ngài huấn luyện cho vị tỳ kheo ấy hãy đi đến một cái nơi thanh vắng, ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú niệm trước mặt, gột sạch tâm trí khỏi năm tiền cái là tham dục, sân hận, hôn thủy, trạo cử, trạo hối và quỳ nghi. Ly dục, ly bất thiện pháp, chứng mà trú sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện. Rồi khi tâm đã được định tĩnh, nhu nhuyến dễ sử dụng, mới hướng tâm đến với sự đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ niết bàn. Rồi Đức Phật Ngài dạy gì? Và cái trường hợp mà Ngài giảng dạy cho các đệ tử ở đây là Ngài giảng dạy cho những vị tỳ kheo còn ở bậc hữu học cùng tâm cầu cái đạo giải thoát, tâm chưa có thành tựu đạo quả, Ngài mới huấn luyện đi từng tự như vậy. Còn đối với vị nào đã chứng quả A-la-hán rồi đó, thì vị đó không cần phải có cái sự huấn luyện mà tự các vị đó sống theo những cái phương pháp đó đem lại cho các vị ấy hiện tại lạc trú. Và đó là cái phương pháp giáo dục của Đức Phật. Khi Bà La Môn đến hỏi Đức Phật, Ngài huấn luyện, Ngài dạy đệ tử trong pháp luật này có cái sự tuần tự huấn luyện không, thì Đức Phật nói có. Và Đức Phật Ngài có một cái thí dụ, ví như này Bà La Môn, một người huấn luyện ngựa cảo. Sau khi được một con ngựa, trước tiên là luyện tập cho nó quen mang dây cương. Hồi nào đến giờ thì con ngựa đó nó sống quan ở ngoài rừng, do đó trên thân của nó không có biết mang một cái vật gì ở trên lưng, mà bây giờ tập cho nó biết là mang dây cương, mang cái yên ở trên lưng, rồi tập cho nó quen với các hạnh khác, như là lúc mà đi thông thả, còn lúc là phi nước đại vân vân, tập cho quen các hạnh đó. Cũng vậy, này Bà La Môn Như Lai, khi được một đệ tử đáng điều phục thì trước tiên là Ngài huấn luyện như thế này, như thế này. Thì như vậy đó, cái điều này cho chúng ta thấy rằng là đi đến với giáo pháp này, ở đây Đức Phật Ngài dạy, Ngài là một vị đạo sư giáo dục có phương pháp. Vị đạo sư giáo dục có phương pháp tuần tự. Cho nên khi mình muốn đạt cái sự giải thoát là mình phải tu tập có phương pháp tu tập tuần tự như vậy, chứ không thể nào mà chúng ta đi đến với giáo pháp
bằng cái niềm tin suông và cái tín ngưỡng theo kiểu mà tín ngưỡng thần thánh. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần sùng tín Đức Phật và chúng ta chỉ niệm cái hồng danh của Ngài là chúng ta được thành Phật. Cái trường hợp này, thưa quý vị, Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài nói là khi mà đọc ở trong Kinh Tạng Pali thì mới thấy rõ ràng là cái sự tu tập nguyên thủy theo giáo pháp của Đức Phật đó, là phải tự mình nỗ lực, chứ không thể nào mà bằng cái niềm tin tín ngưỡng suông mà được đâu. Ở đây thưa quý vị, chúng ta luôn luôn chúng ta nhớ một điều là nếu như Đức Phật Ngài là vị cứu rỗi, ai có thể, ai cầu nguyện van xin hay là niệm hồng danh của Ngài đều được cứu rỗi hết. Thì vậy nó trái với lời của Đức Phật dạy ở đây. Trái như thế nào? Khi mà Đức Thế Tôn Ngài nói như vậy, Bà La Môn có nói Mokkalana bạch với Đức Thế Tôn rằng các đệ tử của Samugotama khi được Samugotama khuyến cáo như vậy, giảng dạy như vậy, có phải tất cả đều chứng được cứu cánh Niết Bàn? Chỉ có một số chứng được. Này Bà La Môn, khi được ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, chỉ có một số đệ tử là chứng được cứu cánh Niết Bàn, một số thì không chứng được. Thì Bà La Môn mới hỏi Đức Phật rằng: Thưa Sư Môn Gotama, do nhân gì duyên gì, trong khi có mặt Niết Bàn, trong khi có mặt con đường đưa đến Niết Bàn, trong khi có mặt tôn giả Gotama là bậc chỉ được. Tuy vậy, các đệ tử của tôn giả Gotama được tôn giả Gotama khuyến giáo giảng dạy như vậy mà chỉ có một số chứng được cứu cánh Niết Bàn, còn một số không chứng được. Thì ở đây thưa quý vị, Đức Phật Ngài mới hỏi Bà La Môn đó một vấn đề, và Ngài yêu cầu chúng ta trả lời. Thì Ngài nói rằng ông ở đây mà ông có rành con đường đi đến Rajagaha thành Vương Xá không, tức là từ thành Savatthi đến thành Vương Xá, thì thưa tôn giả, con rành đường đi đến thành Vương Xá Rajagaha. Đức Phật nói rằng ông nghĩ sao? Ở đây có một người muốn đi đến thành Rajagaha và nhờ ông chỉ cho con đường đi đến thành Rajagaha. Rồi ông chỉ cho người đó: Này bạn, hãy đi theo con đường này, một ít lâu sẽ thấy một cái ngôi làng tên như vậy, rồi đi theo cái ngôi làng đó một ít lâu sẽ đi đến một cái thị trấn nọ,
qua những cái thị trấn đó, rồi bạn sẽ thấy được cái thành phố sáng ra cho các hạt, với những khu vườn đẹp, với những khu rừng đẹp, với những vùng đất đẹp, với những hồ ao đẹp. Thì ông nghĩ sao? Dù cho người ấy được khuyến giáo như vậy, được giảng dạy như vậy, được chỉ dẫn như vậy, nhưng mà người đó lại đi sai con đường, đi về hướng Tây. Còn một người thứ hai thì đi đến hỏi đường, thì ông chỉ cho con đường như vậy như vậy, họ đi đúng theo con đường đó. Thì cái người mà họ đi sai con đường, họ không có theo cái sự hướng dẫn của ông, thì họ đi lạc, không có đến ra cái cá hát. Còn cái người đi đúng con đường theo cái sự hướng dẫn của ông thì đi đến ra chăng há, do nhân gì duyên gì như vậy. Trong khi ra chăng há có mặt, trong khi con đường đến ra chăng há có mặt, trong khi có mặt ông là người chỉ đường. Nhưng mà tại sao có người đi đến ra chăng há, còn có người không đi đến ra chăng há? Thì ông Bà La Môn nói: thưa Tôn giả Gautama, ở đây con làm gì được? Bởi vì con chỉ là người chỉ đường, thưa Tôn giả Gautama. Đức Phật nói cũng vậy. Trong khi Niết Bàn có mặt, trong khi con đường đến Niết Bàn có mặt, và trong khi ta có mặt là cái người chỉ đường, nhưng mà các đệ tử của ta được ta khí giáo, được giảng dạy như vậy, thì ai mà thực hành theo thì chứng được cứu cánh Niết Bàn. Còn ai không thực hành theo, hoặc là đi sai lạc cái phương pháp này thì không chứng được. Ở đây này, Bà La Môn, ta làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ đường. Cái câu mà Như Lai chỉ là người chỉ đường đó, thưa quý vị, Ettha Kya Hang Brahmana Karomi. Ở đây này Bà La Môn, ta làm gì được? Mắt Kha Di Hang Brahmana Tathagato. Như Lai này Bà La Môn, Như Lai là người chỉ đường, chỉ là người chỉ đường thôi. Thì như vậy rõ ràng là ở đây đó, chúng ta tu tập là chúng ta phải tự mình nỗ lực mà đi đúng theo cái lời dạy của Đức Phật, chứ chúng ta không thể ngồi yên đó chúng ta cầu nguyện mà chúng ta có thể giải thoát được, mà chúng ta phải có sự thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, cái sự huấn luyện của Đức Phật về cái con đường đưa đến sự giác ngộ. Thì con đường đó nó phải qua 7 chặng đường, và cái sau 7 chặng đường đó thì đến cứu cánh giải thoát, tức là sự đoạn trừ các lậu hoặc phiền não. Thì như vậy rõ ràng là nếu mà chúng ta không có tu tập, chúng ta không có đi theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật, là chúng ta không bao giờ đạt đến cái mục đích cứu cánh như mong muốn. Thì lúc đó chúng ta đừng có trách cứ, đừng có than phiền vì Đức Phật, tại sao Ngài không cứu giúp mình? Đức Phật Ngài đã tuyên bố rõ ràng là ta làm gì được, Như Lai chỉ là người chỉ đường thôi. Và Akkhata
Taro Tathagata Tamhihi Kichang Atapang. Như Lai là người chỉ đường, còn sự nỗ lực đi là do chính các ngươi, bởi chính các ngươi. Và ở trong Hốt Kinh, Phúc Kinh Đức Phật này còn có giải thêm rằng là Atahi Atano Natho Kohinatho Vrosya Atana Vatsudanti Na Nathang Lapphati Dullaphang. Ta là tự mình là chỗ nương tựa chính mình, không có ai khác là chỗ nương được. Khi tự mình sống điều phục nội tâm, huấn luyện nội tâm, thì sẽ đạt được cái chỗ nương vốn khó đạt. Thì ở đây thưa quý vị, lời giải của Đức Phật rõ ràng là như vậy. Còn được ghi chép rành rành ở đây, cho nên không có lý do gì mà chúng ta lại trách cứ Đức Phật, bất mãn với Đức Phật. Tại sao con cầu nguyện Đức Phật mà Đức Phật không cứu giúp cho con? Cái trường hợp đó, một người Phật tử chân chính, một người đệ tử chân chính phải hiểu rõ là vì cái con đường Ngài đã vạch ra, Ngài đã chỉ cho chúng ta đi con đường đó, nhưng mà chúng ta không chịu đi, chúng ta lại đi cái ngõ khác, chúng ta làm sai. Tức là Đức Phật đã dạy chúng ta hãy giữ giới, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, vân vân, mà chúng ta không chịu tuân theo, chúng ta vẫn sắc sanh, vẫn trộm cắp, vân vân. Như vậy chúng ta sống trong cái sự đau khổ, thì chúng ta trách là tại sao chúng ta có niềm tin đến Đức Phật mà chúng ta vậy. Cũng như bây giờ thưa quý vị, ở tại các xứ quốc gia Phật giáo, trong suốt cái thời gian dài lịch sử của đất nước đó có thăng trầm, và Phật giáo cũng bị thăng trầm, và người và chư tăng cũng như Phật tử cũng gặp nhiều cái sự thăng trầm lắm. Lý do tại sao? Có người hỏi rằng tại sao cái đất nước Phật giáo như vậy mà chư thiên họ không có giúp đỡ, không có hộ trì hay sao? Và tại sao ở trong cái xứ Phật giáo về tín ngưỡng Đức Phật vậy mà không có được một cái sự an ổn, mà lại có sự khổ đau bạo loạn như vậy? Thì thưa quý vị, khi chúng ta qua đến tận nơi đó, chúng ta mới biết cái niềm tin chỉ có một số là có niềm tin chân chính, tức là học giáo lý của Đức Phật và tu hành theo cái đường lối thiền định mà Đức Phật đã vạch ra thôi. Còn một số còn lại thì họ sống, họ có niềm tin, nhưng mà niềm tin đó là mê tín, rất mê tín thưa quý vị. Người Thái Lan cũng vậy, mà người Miến Điện cũng vậy, người Campuchia, người Lào cũng vậy, họ rất là mê tín. Họ sùng ngưỡng, một mặt thì họ sùng ngưỡng Đức Phật, nhưng một mặt khác là họ có sự mê tín. Họ thờ đủ thứ, thờ con gà hay thờ con trâu, con bò, vân vân. Họ thờ các vị chư thiên hoặc giả là, mặc dù trên biển thì bao giờ gọi là Bhutan Saranang Gacchami, Thamman Saranang Gacchami, Sangkhan Saranang Gacchami, con xin quy Phật, xin quy Pháp, xin quy Tăng. Nhưng mà về nhà thì họ vẫn sắc, vẫn trận cấp, vẫn tại dâm, vẫn nói dối, vẫn uống rượu. Thì tự hỏi như vậy làm sao mà họ có thể trong quốc độ họ sống yên ổn được, trong khi đó
các vị chư thiên họ sẽ bất mãn và họ sẽ bỏ đi, họ không hộ trì. Và tự bản thân họ khi làm các cái điều ác như vậy, đi ngược lại cái con đường của Đức Phật, thì đương nhiên là họ đi lệch với cái mục đích cứu cánh là giải thoát. Cái điều này rất dễ hiểu thôi. Cho nên đọc qua cái bài kinh này thì người Phật tử chúng ta luôn luôn nhớ rằng đi đến với giáo pháp này, chúng ta hãy tự mình nỗ lực tinh tấn thực hành theo những gì mà Đức Phật dạy. Vì Đức Phật chỉ là bậc chỉ đường, chỉ là người chỉ đường cho chúng ta thôi, chứ không có cứu rỗi chúng ta. Và trong cách trình bày về giáo pháp để huấn luyện đệ tử, Đức Phật này cũng không từng cho hứa hẹn cho chúng ta một cái cảnh giới tốt đẹp trong tương lai. Các con hãy quy ngưỡng Như Lai, hãy niệm tưởng Như Lai, thì sau khi chết ta sẽ cứu rỗi các con đi vào cái cõi này, cõi kia, có cõi ngày, có bao giờ ngày hứa hẹn gì. Ngài chỉ dạy thực tế, thực tiễn những cái phương pháp thực hành để tự người đó có được một nội tâm an lạc, đoạn trừ những cái phiền não. Ngài dạy có phương pháp, cái lối giáo dục của Ngài có phương pháp và tuần tự. Trước hết là Ngài dạy một vị xuất gia là phải biết chữ giới, nghĩa là tập trong cái khuôn khổ, tập sống trong cái khuôn khổ. Rồi khi mà giữ giới được rồi thì Ngài dạy cho cái cách thu thúc lục căn. Tức là hồi khi còn ở tại gia cư sĩ thì thích nhìn sắc đẹp, nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân xúc chạm êm ái, hay là ý suy nghĩ lung tung sao cũng được, để cho tham sân si để sanh khởi một cách tự nhiên thoải mái. Nhưng mà bây giờ khi xuất gia tu tập trong giáo pháp này rồi thì phải thu thúc, có nghĩa là khi mắt thấy cảnh sắc là phải đề phòng ngăn ngừa trước, không có nắm tướng chung, không nắm tướng riêng, cái này đẹp, cái cảnh này xấu. Khi tai nghe tiếng như vậy không có nắm tướng chung tướng riêng, cái âm thanh này nghe du dương dễ chịu, còn âm thanh này nghe chắc chúa, không có, không có phân biệt như vậy, để ngăn ngừa những tham ái và sân ưu nó sinh khởi. Cũng chưa hết, thu thúc rồi là Đức Phật Ngài dạy cho sống tiết độ trong cái việc ăn uống. Bởi vì một cái vị xuất gia đó cần phải hiểu rằng là vật thực mà mình ăn ở đây đó là do nơi đàn na tính thí nuôi dưỡng, họ cấp dưỡng cho mình. Và nếu mà chúng ta ăn một cách tham đắm, ăn một cách say mê, ăn rồi nô đùa trững giỡn, ăn để bồi dưỡng cái sắc thân này cho mập cho khỏe đó, thì như vậy chúng ta cũng chẳng khác nào cái người thế tục. Do đó cho nên khi ăn phải tiết độ ăn vừa phải, nghĩ rằng không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải làm cho đẹp cái thân này, mà để duy trì thọ mạng. Và thực hành phẩm hạnh như vậy gọi là tiết độ trong cái việc ẩm thực. Nhưng mà rồi vị tỳ kheo được huấn luyện là phải luôn luôn sống tỉnh thức. Buổi sáng
hay là ban ngày, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, buổi khuya, rạng sáng, luôn luôn có sự tỉnh thức. Giờ nào ngủ nghỉ cũng phải tỉnh thức. Tỉnh thức bằng cách là lúc mà nằm nghỉ ngơi đó, là nằm nghiêng phía bên tay phải với dấu nằm của sư tử, rồi chánh niệm tỉnh giác theo dõi, biết rõ cái thế nằm của mình, biết rõ hơi thở ra hơi thở vào, để tâm yên lặng cho đến khi rơi vào hữu phần pha quan gác, rồi tác ý cái thời điểm thức dậy. Và khi thức dậy cũng phải chú tâm tỉnh thức. Tỉnh thức khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Gột rửa tâm khỏi các cái pháp chướng ngại, tức là sân tầm, dục tầm, sân tầm, hải tầm. Rồi khi mà chú sống chú tâm tỉnh thức được rồi đó, thì phải huấn luyện, phải rèn luyện cho mình có sự bén nhạy trong cái vấn đề chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tức là lúc nào mình cũng có thể bén nhạy trong cái việc nhận biết, ý thức được mình đang làm cái gì. Đang đắp y, đang mang bát, đang đại tiện, đang tiểu tiện, đang nhai, đang ăn, đang uống, đang bước tới bước lui, ngó tới ngó lui, đều có cái chánh niệm. Và trong cái chánh niệm đó, nó có cái trí tuệ ghi nhận, gọi là tỉnh giác. Cái trí tuệ ghi nhận là phải biết rõ là cái điều này có lợi hay bất lợi. Mình làm như vậy, nói như vậy, nó có thích hợp hay không thích hợp. Sapaya, sambacchanya. Và phải tỉnh giác. Trong cái đề mục tu tập và tỉnh giác bất si, là chúng ta luôn luôn thấy rõ các hành là vô thường, là khổ, là vô ngã. Hơi thở ra, hơi thở vào, nó có sanh, có diệt, đó là sự vô thường. Mà cái gì vô thường? Vì do cái tánh cách tạm bợ cho nên nó là vô, nó là khổ. Và không có chủ quyền điều khiển, sai khiến, cho nên là vô ngã. Đó là sự tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác được rồi đó, thì bây giờ tập sống viễn ly một cái trú xứ xa vắng để hành thiền. Hành thiền để làm gì? Hành thiền là để dứt bỏ được năm triền cản. Bởi vì hành giả hành thiền mà tham dục vẫn còn sanh khởi, sân hận vẫn còn sanh khởi, hôn trầm thủy miên, tức là trạng thái buồn ngủ giả dự vẫn còn sanh khởi, thì như vậy chưa phải hành thiền, chưa có đạt đến cái pháp thiền được. Là phải dứt bỏ được năm triền cái, ly dục ly bất thiện pháp, rồi mới chứng trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi khi mà năm triền cái đã dứt bỏ, chứng trú được các cái tầng thiền đó, lúc bây giờ tâm định tĩnh mới đưa đến, mới hướng tâm đến cái việc đoạn trừ các lậu hoặc phiền não. Ở trong thanh tịnh đạo giải rõ trong vấn đề này, thưa quý vị, bởi vì cái giai đoạn mà giữ giới
thu túc lực căn, tiết độ ăn uống đó, cái đó gọi là giới tịnh. Bắt đầu cái giai đoạn chú tâm tỉnh thức, thành tựu chánh niệm tỉnh giác, sống viễn ly chú xứ, xa vắng hành thiền để dứt bỏ năm triền cái, ly dục ly bất thiện pháp chứng mà trú bốn thiền, thì cái đó được gọi là tâm tịnh, chánh tâm vị xuất thiết. Rồi đó bắt đầu khi tâm đã được tịnh rồi, hướng đến cái tuệ quán, trước tiên là để phân biệt được danh sắc ngũ quẩn này, danh sắc trong ngũ quẩn này, thập nhị xứ này, thập ba giới này. Rồi thứ hai nữa là đoạn nghi tịnh, đến cái giai đoạn này là phải quán tri, phải quán triệt, phải quán triệt về duyên sanh ra danh sắc, trí sanh ra danh sắc, gọi là hiển duyên tuệ, vân vân, hiển duyên tuệ. Đến một cái giai đoạn khác là vị đó sẽ đạt được cái phổ thông tuệ gọi là Samasana, Nhana, tức là thấy vô thường khổ đau não vô ngã. Nó là cái đặc tính của pháp hữu vi luôn luôn, và do đó cho nên những lúc, bởi vì tu tập đến giai đoạn này, hành giả rất dễ khởi lên những cái ấn chứng niệm mất tánh, như là ánh sáng, sự no vui chẳng hạn. Thì lúc bây giờ vị hành giả không khéo đó, thì ngộ nhận cái ánh sáng đó là cái sự viên mãn, đạt được sự giải thoát. Nhưng mà cái này thì sai thưa quý vị. Ánh sáng nó chỉ là tùy phiền não thôi. Cho nên khi mà quán về tam tướng phổ thông, vị hành giả sẽ phân biệt được cái này là con đường, cái này không phải là con đường, gọi là đạo phi đạo, tri kiến tịnh, bằng cách là phát huy tuệ quán tam tướng phổ thông. Rồi tiếp đến mới đi đến những cái tuệ khác, tức là sự sanh diệt của danh sắc, thấy sự diệt của danh sắc, rồi thấy cái sự nhàm chán danh sắc, rồi sợ hãi danh sắc, rồi dục thoát tuệ là muốn ra khỏi cái ngũ quẩn này, muốn ra khỏi cái luân hồi này, rồi bắt đầu đi đến chỗ hành xả tuệ, tức là cái tâm bình thản trở lại, cũng quán tạm tướng, thuận thức. Lúc đó thuận thứ chuyển tộc là lấy niết bàn làm cảnh, rồi đắc được tâm đạo tâm quả, gọi là đạo tuệ quả tuệ. Là qua cái phần đó, từ cái sanh diệt tuệ cho đến hành xả tuệ đó, thì được gọi là hành lộ tri kiến tịnh. Và cuối cùng khi mà tuệ đạo tuệ quả sanh khởi, tuệ phản khác sinh khởi, thì cái này được gọi là tri kiến thanh tịnh, nhà nát đất sinh nát vì xuất thiết. Ở trong thanh tịnh đạo, cái phần chót là như vậy thưa quý vị. Cái này chỉ nói sơ qua thôi, đến khi ngày thứ bảy chúng ta học về thanh tịnh đạo gần dứt điểm rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ học rõ hơn. Thì ở đây thưa quý vị, giáo pháp của Đức Phật nó có một cái điều rất là đặc biệt. Khi mà ở trong bài kinh này, Đức Phật là trình bày ngài huấn luyện tuần tự như vậy. Nhưng mà trong cái tuần tự đó đó, nếu mà chúng ta kỹ lại qua cái bài kinh Trạm Xe, cũng trong bộ kinh đó, bài kinh Trạm Xe do tôn giả Sarvottara và ngài Mataniputta
hai vị vấn đáp nhau, thì thất tịnh đó đó, bảy tịnh đó là cũng nằm ở đó. Bảy tịnh đó nó bao trùm ở trong trong này, nó rất rất dễ thiếu gì. Nhưng chúng ta nhớ một điều là bao giờ cũng về giáo pháp Đức Phật, Đức Phật ngài huấn luyện, ngài giáo dục một cách tuần tự, có phương pháp, và thực hành như vậy thì chúng ta mới đạt đến cái sự giải thoát. Cũng giống như biển cả không có sâu hẳm thình lình, mà cái bờ biển bắt đầu nó lại, chúng ta bước ra ngoài bãi biển đó, từ cạn rồi sâu dần sâu dần sâu dần sâu dần ra xa hơn nữa, 5 mét 10 mét, lúc bây giờ chúng ta đứt nước mới tới cổ chúng ta để chúng ta lội được. Còn nếu mà mới có 2-3 bước ở trong bờ thì chúng ta chỉ đứng ngang cái đầu gối của chúng ta thôi, thì như vậy chúng ta khó lội lắm. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu là giáo pháp của Đức Phật ngài dạy có cái sự tuần tự như vậy. Lúc ban đầu thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu không có chư tăng vào trong rung thì chúng tôi sẽ giảng luôn cho đến 10 giờ rưỡi. Nhưng mà hiện tại thì có Thượng tọa Tây Quyền, Thượng tọa đăng vào trong rung rồi, rất là quan hỷ. Thú thật thì lúc này sức khỏe chúng tôi nó qua cái tuổi lục tuần nó kém lắm thưa quý vị. Chúng tôi rất là mệt. Đêm qua chúng tôi tưởng đâu là chúng tôi không qua khỏi đêm, nó mất thở, nặng ngực, khó thở lắm. Cho nên chúng tôi mới vắng mặt. Và hôm nay thì có hai vị Thượng tọa vào rung, Thượng tọa Giác Đẳng hôm nay vì ở bên chùa Pháp Luân bị bão tuyết trời lạnh, cho nên bị cúp điện không có vào rung điều họp được. Thế thì bây giờ không biết Thượng tọa Tự Quyền, Thượng tọa đang có thể đảm trách giùm cho 30 phút còn lại được không ạ? Xin hỏi Thượng tọa Tự Quyền, Thượng tọa đang gì bị có thể giờ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở đây ở trong cái bài kinh ngày hôm nay, cái nát cá múc ca là ná, là vị Bà La Môn Ganaka này hỏi Đức Phật về tất cả các cái sự nghề nghiệp được huấn luyện tuần tự, thì không biết là giáo pháp này có sự tuần tự không. Thì Đức Phật ngài dạy có, ngài nói rằng có. Rồi ngài mới giải thích là huấn luyện đệ tử từ giữ giới, thu thúc lục căn cho đến tiết độ ăn uống, rồi sống tỉnh thức, rồi thành tựu chánh niệm tự giác, sống viễn ly hành thiền, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng trú bốn thiền, rồi chuyển qua minh sát và đạt đắc ca la hán. Và Bà La Môn hỏi Đức Phật, ngài huấn luyện như vậy, ngài chỉ con đường như vậy, rồi đệ tử ngài nghe xong là chứng đắc đạo quả hết, hay là có một số đắc một số không? Đức Phật nói có một số chứng đắc một số không. Thì Bà La Môn mới hỏi sao, thì Đức Phật nói ngài chỉ là người chỉ đường, còn các đệ tử là người đi theo con đường đó. Ai đi cãi lời Đức Phật và đi lạc thì họ không đến mục đích cứu cánh, chỉ vậy thôi. Cũng giống như ai hỏi ông cái con đường đến Rajagaha, từ thành sau khi đến Rajagaha, ông chỉ đường cho họ đúng. Nhưng mà có một vài người thì họ đi đến nơi, còn vài người họ đi sai là bởi vì họ đi lạc đường, đi về cái ngõ khác, cho nên nó không có đạt đến mục đích. Thì nội dung đó là gì? Và khi chúng tôi trình bày tóm tắt về nội dung đó rồi thì xin thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Pháp Đăng
Quan Hỷ hai vị thảo luận những cái vấn đề này ở trong bài kinh Ganaka Mokkalana cho Phật tử được quan hỷ. Xin kính chúc quý ngài được an vui và kính chúc quý vị Phật tử chúng ta được tiến hóa. Nam mô. Alo, alo, quý vị có nghe được không? Dạ, quý vị nghe được thì bây giờ như lời của sư phụ Tề Siêu nói thì không biết sư Tề Quyền, thượng tọa Tề Quyền cầm mic để đặt câu hỏi hay là Pháp Đăng sẽ hỏi thượng tọa Tề Quyền. Xin thượng tọa Tề Quyền cho biết. Hello, thượng tọa Tề Quyền có nghe được không? Rồi, thì chúng ta nghe vị Bà La Môn Ganaka Mokkalana hỏi, thì quý vị biết rằng cái vị Bà La Môn này là một cái vị thầy dạy về cái toán học, mình gọi là những cái thuật toán về toán học đó. Thì chúng ta cũng biết những bài toán học thì nó cũng có từng tự như là cộng trừ nhân chia, hay là cái cách tính cách đếm, nó cũng là những cái phần cộng trừ nhân chia, hay là tính từ số nhỏ đến số lớn. Cũng muốn hỏi Đức Phật, trong giáo pháp của Đức Phật có những cái như vậy không? Thì chúng ta biết rằng Đức Phật là một bậc đạo sư, một bậc thiên nhân sư, một bậc pháp vương, nên ngài cũng trình bày pháp nó có từng tự như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì ngài biết, và ngài dù là ngài đưa ra hình ảnh lấy con ngựa để huấn luyện, hay là con voi, hay con trâu, con bò, thì Đức Phật này đều trình bày được hết. Như vậy thì cái sự trình bày từ con ngựa quan cho đến khi con ngựa thuần thục, nó trở thành những cái con ngựa, những con vật mà chữ vua chúa cởi đó, thì cũng được cái sự huấn luyện, chúng ta gọi là mã sư. Thì điều đó thì Đức Phật là cái bậc mà chúng ta cũng thấy rằng ngài có cái lời thuyết giảng, và cái thuyết sự thuyết giảng của ngài đó nó cũng có từng tự thứ lớp, vì ngài đã chứng ngộ, và khi mà chứng ngộ trải qua những cái giai đoạn, những cái giai đoạn mà chúng ta thấy, nếu mà chúng ta một người hiểu được đó, thì chúng ta thấy những bát chánh đạo chia ra phần giới, phần định, phần tuệ đó. Ví dụ phần giới thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, về cái phần mà cái mạng sống chúng ta nuôi sống như thế nào, rồi cái nghề nghiệp chúng ta có ở trong cái đời sống tu sĩ như thế nào, cư sĩ như thế nào, rồi chánh ngữ là cái lời nói mình nói như thế nào mà cái lời nói đó nó hợp với lẽ đạo, đúng với sự thật, không có lừa gạt hay không dối đời này thế nào. Rồi chánh định thì gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là những cái gì mà cần phải như lục căn thu thúc nhờ chánh niệm. Quý vị thường nghe nói như vậy, thì lục căn thu thúc nhờ chánh niệm là mình phải có những cái đề mục để mình cột cái tâm mình vào đó, như là tâm nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thị thức, thân thức, ý thức đó. Vì nó biết tình cảnh và mình làm sao để mình lèo lái nó đó, đó là mình thu thúc lục căn, quán tưởng như thế nào đó để mình thu thúc lục căn. Và chánh tinh tấn là nỗ lực như thế nào đó để mình loại bỏ những cái ác pháp, tu tập những cái thiện pháp, và làm sao những thiện pháp viên mãn, tu tập đúng cái con đường, giống như một cái người lữ hành mà được chỉ đường, rồi người phải nỗ lực đi trên con đường đó để mới đợi được cái mục đích. Như là Đức Phật ví dụ cho ông Bà La Môn Ganaka nói về cái người chỉ đường, cái người chỉ đường thì cái người kia là phải, cái người là phải đi,
Như vậy là có chánh tinh tấn, phải có tinh tấn đi đập đi 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 cho đúng con đường và nỗ lực cho đúng đúng cái cách. Chứ còn nếu mà không thì cũng không có đúng cách. Dù chúng ta thấy một cái người mà họ tinh tấn mà tinh tấn thái quá đó, nó trở thành kiệt quệ. Mình thấy những cái người mà họ có lối tu khổ hạnh đó, khổ hạnh đến mức độ mà nó quá mức độ nó làm cho kiệt quệ đi, thì cái đó cũng là một cái trạng thái mà thái quá. Rồi cái trạng thái mà lợi dưỡng quá đó, bất cập thì cũng gọi là cái trạng thái. Và cái người nào mà tinh tấn vừa chừng, nên thường thường chúng ta hay nghe nói về giáo pháp Đức Phật trình bày về ngũ quyền, đó là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, đều là những cái sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh này phải quân bình. Được ví dụ như những con, những cỗ xe mà có những con ngựa nó kéo, thì những con ngựa, những con ngựa nó kéo chiếc xe, nó phải song hành. Và cái người mà đánh xe nó phải là người thiện xảo. Thì cái đó là nói về cái chánh niệm. Chánh niệm giống như là một cái người điều khiển. Chánh kiến, tuệ phận giống như là một cái sự thấy biết. Rồi cái sự nỗ lực hành trì đó thì giống như chánh tinh tấn vậy. Vậy vừa chừng chứ không có thái quá hay bất cập. Rồi cái phần tuệ phần thì chúng ta thấy rằng chánh kiến và chánh tư duy, đó là làm sao để cái tâm tư của mình trọn vẹn trong cái con đường đạo lộ. Như là chánh tư duy đó thì loại bỏ tà tư duy như dục hận và hại, tu tập ly dục vô bất hại trong cái tư duy suy nghĩ của chúng ta. Rồi chánh kiến là khi nói đến cái sự thấy biết đúng cái con đường đi, mình đi cái con đường đó thì mình phải biết cái con đường đó. Trên cái đạo lộ giới định tuệ đó phải đi đúng cái con đường giới định tuệ đó, nó không có lệch cái con đường đó thì chúng ta mới có thể giác ngộ giải thoát được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật á, ngày nói trong Bà La Môn Gá Ná Cá này đó, và ngày đưa ra cái cách huấn luyện đó, thì chúng ta thấy rằng huấn luyện thì từ cái sự mà thọ trì những học giới, đầy đủ những học giới, rồi cái sự thấy được những cái lỗi nhỏ nhặt, học tập rồi hộ trì các căn, như là mắt thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mọi người kinh khí, thì không có nắm giữ tướng chung tướng riêng. Những cái gì mà khiến từ cái sự không thu thúc đó mà các ác bất thiện pháp sanh khởi, mình phải biết để chế ngự những ác bất thiện pháp đó. Và làm sao để lạc trú các thiền. Đó là cái điều mà Đức Phật ngày dạy. Nghĩa là ăn uống phải có chừng mực, rồi giữ giới, rồi tu tập thu thúc lục căn, hoặc là tu tập các cái thiền chứng, để có thể gọi sạch được tâm trí, tác ý, tu tập thiền chứng, và tu tập cái tuệ minh sát, để vượt qua được những cái chướng ngại, những cái lậu hoặc triền cái. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy từ cái giới định rồi tới tuệ. Dù là ở trong cái đoạn này phân biệt nói như vậy, nhưng mà chúng ta thấy cũng là từ giới, từ định, từ tuệ. Có nghĩa là người đó khi mà sống mà giữ giới, tu thúc lục căn, rồi ăn uống tiết độ, rồi phải lạc trú các thiền, rồi phải có cái tuệ quán, cái tuệ quán để quán sát cái danh sắc ngũ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã, thì người đó có thể thành đạt được giác ngộ giải thoát. Như vậy thì ông Bà La Môn hỏi, thì Đức Phật cũng trình bày theo cái từng tự thứ lớp như vậy. Nhưng mà rồi ông đưa ra một cái câu hỏi là, như vậy thì đệ tử của Đức Phật đắc đạo quả hết không? Có nghĩa là thành đạt hết hay không, hay là không thành đạt, hay thành đạt một phần hay là cái nào? Thì Đức Phật ngài nói rằng cái sự thành đạt của cái người đó, cái người học trò đó phải hành trì đúng, phải tu tập đúng. Nếu mà cái người đó mà không có chịu hành trì hay là tu tập sai đó, thì người đó dù có muốn giác ngộ giải thoát cũng không có giải thoát được gì. Thì những cái điều này được Đức Phật ngài nói đó, giống như là cái người mà quay cái xe quay để lấy lửa vậy đó.
thì dù có ông thầy chỉ mình cũng phải quay. Chứ còn nếu mà ông thầy chỉ mình bay từ chậm tới mau cho đến khi mà nó ra lửa, mà nếu mình cũng quay nhưng mà quay cái dạng như mình quay vòng rồi cái mình ngừng lại, mình quay vòng ngừng lại thì nó cũng không thể nào nó ra lửa được. Quý vị thường thường thấy một cái người mà thỉnh thoảng quý vị biết là chúng ta hay lấy cái khoan chụp đó mà để khoan miếng dán để lấy cái lỗ đó, thì quý vị biết rằng khi mà chạy cái khoan đó nó chạy lẹ đó thì cái dòng sắt nó cạ vô cái miếng gỗ, nó sẽ cháy miếng gỗ quý vị. Thì nó cũng giống như là một cái người mà họ quay cái xe quay để lấy lửa gì đó, họ quay nó cãi với nhau, nhưng mà khi mà cãi nhau là họ phải càng quay mạnh. Rồi cái nó tạo ra sức nóng đó, rồi để bùi nhùi vô thì nó bắt lửa. Còn nếu một cái người mà họ cũng quay nhưng mà giống như họ quay một vòng rồi họ nghỉ một chút rồi họ quay một vòng, thì họ cứ quay như vậy cũng không phải gì, họ quay như vậy có lửa. Dù cho ông thầy không có đứng ông chỉ mà cái người đó không chịu quay đúng theo cách của ông thầy thì cũng có lửa. Thì chúng ta cũng thấy rằng đối với cái con đường giác ngộ giải thoát thì Đức Phật thì cũng dạy, ngày dạy cái tinh tấn nỗ lực đó, nó phải tinh tấn nỗ lực đúng theo cái quy trình của sự tinh tấn nỗ lực, giống như là mới đầu quay từ từ nhưng mà khi quay mà muốn cho có lửa là phải quay cho nó lẹ lên, rồi quay nó lẹ lên, quay đều quá lẹ. Chứ mà nếu mà quay lẹ mà nó làm cho dục dặt giữa cái sự mà tạo hình tròn với cái sự cả sát với nhau mà nó không có liên tục đó, thì nó cũng không ra lửa đâu quý vị. Nên nó cần phải được quay lẹ mà phải cả liên tục để nó có sức nóng rồi nó mới tạo thành nhiệt, nó mới thành lửa được quý vị. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài trả lời cho ông Bà La Môn này đó, và Ngài, ông Bà La Môn này hỏi đó, thì Đức Phật Ngài cũng trả lời và Ngài cũng hỏi lại với ông bằng cái cách trả lời, bằng cách hỏi lại để coi ông trả lời như thế nào về cái con đường hay là cái kinh thành mà ông niệm ở, có mặt ổng, có mặt con đường, rồi ổng là người rành con đường đó, ổng chỉ cho người ta đi, và người ta đi không chịu đi theo con đường đó, vậy cho người ta có đến cái thành phố ra Chà Gà được không? Thì ổng nói rằng không thể nào đến được, tại vì họ đi lạc cái con đường thì họ không thể nào tới Đại Chà Gà được. Thì Đức Phật Ngài cũng nói như vậy. Ngài cũng nói như vậy, có nghĩa là có con đường bát chánh, có đạo lộ Niết Bàn, và có Đức Phật là người chỉ cái con đường để đến đạo lộ Niết Bàn. Nhưng mà tại vì người ta không có đi theo con đường bát chánh đạo, mình gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, chánh tâm, chánh niệm, chánh định, nên họ không đi theo con đường bát chánh đạo đó, nên họ không tới cái chỗ Niết Bàn được cái gì. Thì Đức Phật thì đưa ra cái hình ảnh mà con đường đó là con đường bát chánh, cái đạo bát chánh dẫn đến Niết Bàn. Niết Bàn là cái sự đoạn trừ tất cả những cái phiền não. Nhưng mà vì họ không chịu hành đúng cái con đường bát chánh đạo nên họ không có thể nào mà chứng ngộ đi Niết Bàn. Chúng ta hiểu như vậy. Như vậy thì Đức Phật Ngài, dù ông Bà La Môn hỏi, Ngài hỏi lại, nhưng mà Ngài cũng khi Ngài hỏi lại, Ngài cũng đưa ra cái cách hỏi, một cách hỏi mà ông Bà La Môn nó phải tự trả lời, và khi trả lời thì ông thấy rõ ràng. Và khi mà Đức Phật Ngài hỏi, Ngài hỏi ông đó, thì có hai người, một người đi đúng con đường ông chỉ, một người đi sai con đường ông chỉ. Thì cái người đó không đến thì ông làm được cái gì? Thì ông sao ông đâu có làm được cái gì? Ông chỉ là người chỉ đường ra Chà Gà Há là có. Ông là người biết con đường để đi vào ra Chà Gà Há, mà ông chỉ con đường, người ta không chịu đi theo con đường đó. Người ta hoặc là người ta nằm ngồi, hoặc là người ta không chịu đi, hoặc là người ta đi con đường khác, thì làm sao có thể họ đến ra Chà Gà Há một cách an toàn được? Thì Đức Phật cũng dạy Niết Bàn là có, con đường bát chánh là có, và Đức Phật là người đã chứng ngộ được Niết Bàn, và Ngài dạy tu tập như vậy để chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng mà họ không chịu tu tập đúng như vậy thì làm sao mà họ có thể dứt trừ được phiền não? Thì xuyên qua như vậy để chúng ta thấy rằng cái con đường bát chánh là cái pháp mà hành trì để đoạn trừ cái phiền não. Cái phiền não bởi Niết Bàn đến đây là chúng ta hiểu cái phiền não Niết Bàn. Sau khi mà chúng ta
bỏ cái thân xác này, chúng ta gọi là ngũ quẩn niết bàn. Thì cho đến khi mà cái ngũ quẩn nó tiêu đó, thì thiêu đó nó có xá lợi, và cho đến xá lợi nó cũng không còn nữa, mình gọi là xá lợi niết bàn. Như vậy á, thì khi mà chúng ta học, chúng ta tu đó, chúng ta đã hãy nhớ rằng chúng ta đạt được cái gì niết bàn đầu tiên, đó là phiền não niết bàn. Chứ không phải là một cái cảnh như là Chúa Giêsu nói về thiên đàng, hay là bên Bắc Tông nói về cực lạc, hay là nói Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương có một cái cảnh giới nào đó, nó không phải vậy. Nếu mà cái người nào mà đến với đạo Phật nguyên thủy đó, mà hỏi niết bàn là cái gì đó, nó cảnh giới nào ở đâu đó, thì chúng ta phải nhớ là niết bàn là phiền não niết bàn. Phiền não là nghĩa là những cái phiền não đó, nó đưa đến sự luân hồi, và chúng ta trừ cái phiền não đó thôi. Nhưng mà rồi nếu ai có hỏi niết bàn ở đâu đó, thì chúng ta chỉ nói rằng niết bàn là cái sự chứng ngộ, chứ không phải niết bàn là đem mình nói như thế này như kia. Không thể nào mà nói như thế nào cái người đó có thể họ hiểu được niết bàn hết. Không thể nào hiểu, bởi vì niết bàn là pháp cần phải tác chứng, có nghĩa là phải chứng ngộ niết bàn. Và mình hiểu phiền não của mình có đó, phiền não tham sân si, mà nếu mình phiền não niết bàn là cái phiền não nó không có trong tâm của mình nữa. Cái đó là mình nói đúng theo cái đạo lộ mà Đức Phật là bát chánh đạo để đoạn trừ phiền não. Mà cái phiền não đó mình có thể hiểu như là cái tà kiến là đầu tiên, rồi cái hoài nghi và cái giới cấm thủ. Hoài nghi là hoài nghi về cái sự giác ngộ, chứng ngộ, hoài nghi về cái sự đoạn trừ phiền não. Nhưng mà bản thân cái người đã chứng ngộ đoạn trừ phiền não thì họ không còn gì nghi ngờ hết, bởi cái phiền não trong tâm họ không còn nữa. Chúng ta phải hiểu như vậy. Nên khi mà nói đến một cái người chứng ngộ niết bàn đó, là họ phiền não niết bàn, có nghĩa là họ chứng ngộ thì họ bản thân của họ tự biết. Nên thường thường chúng ta hay nghe nó là một cái người chứng ngộ đó, nó có cái tâm đạo là sát trừ phiền não, cái tâm quả là kinh an sát trừ, rồi cái tuệ mà phản là phiền não đã sát trừ, phiền não còn dư sót, niết bàn chứng ngộ lần thứ nhất. Như vậy á, thì năm cái loại tuệ siêu thế này nó chỉ sanh lên cho một người chứng ngộ được đạo quả tu đầu quần thôi. Chứ còn nếu mà không có chứng ngộ được đạo quả tu đầu quần nữa, thì người đó sẽ không có năm cái loại tuệ này. Có nghĩa là cái tâm đạo sanh lên để sát trừ phiền não là bốn tâm tham, hợp tà, tâm si, huệ nghi. Mình gọi chung là năm tứ tâm bất thiện này nó tạo ra cái gì? Thân kiến. Tạo ra tâm si hoài nghi, tạo ra hoài nghi, và giới cấm thủ cũng là bốn tâm tham hợp tà này, nó tạo ra cái cách giới cấm thủ mà thôi. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái phiền não mà Đức Phật này nói đó là cái pháp bất thiện, mà chúng ta gọi là những cái tâm sở bất thiện đó, nó sanh trong tâm bất thiện. Ví dụ mình nói rằng cái bốn tâm tham hợp tà đó là phần tâm, còn cái sở hữu tà kiến là nó phần bên sở hữu bất thiện, sở hữu tham phần. Trong sở hữu tham nó có tham, tà kiến, ngã mạn, thì chính cái sở hữu tà kiến này nó hợp với bốn tâm tham hợp tà. Và cái tâm si hoài nghi đó, nó có tâm sở si hoài nghi đó, nó hợp với tâm si hoài nghi. Như vậy á, thì chúng ta nếu mà tính ra đó, thì chúng ta thấy bốn tâm tham hợp tà và tâm si hoài nghi đó là năm cái tâm sở này. Và năm thứ tâm bất thiện đó là bốn tâm tham hợp tà và tâm si hoài nghi, đó là năm tâm bất thiện. Còn phần sở hữu đó thì chúng ta sở hữu, chúng ta diệt được sở hữu tà kiến, sở hữu hoài nghi, đó là hai cái sở hữu. Khi mà chúng ta có tín niệm tàm quý đó, thì chúng ta có cái thánh sản là tàm và quý, đó là nói đến bảy cái thánh sản của vị thánh tu đồ hoàng. Nhưng mà khi mình nói đến sở hữu á, thì chỉ có 14 sở hữu bất thiện đó, thì chúng ta thấy chúng ta diệt được bốn sở hữu, đó là vô tàm, vô quý và phóng dật đó. Thì vô tàm vô quý này là chúng ta diệt trừ, và tâm sở tà kiến được diệt trừ, tâm sở hoài nghi được diệt trừ. Như vậy về 14 cái sở hữu bất thiện đó, thì chúng ta đã diệt được bốn cái sở hữu bất thiện. Phần tâm đó, thì có 5 tâm bất thiện được diệt trừ. Còn lại đó là, nghĩa là 10 cái sở hữu bất thiện. Và còn lại là chúng ta diệt được 5 tâm bất thiện rồi. Thì trong 12 tâm bất thiện đó, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si đó, thì chúng ta còn lại là chúng ta diệt được 5 tâm rồi.
8 tâm tham, 2 tâm sân, 10, 12, 12 tâm mình diệt trừ, 5 tâm rồi còn 7, 7 thứ tâm bất thiện. Như vậy thì chúng ta hiểu phiền não là cái tâm phiền não. Và khi mà diệt trừ được phiền não niết bàn đó là diệt trừ được phần tâm và phần sở hữu đồng sanh với tâm mà chúng ta gọi chung là ngũ uẩn bất thiện đó. Ví dụ như cái tâm bất thiện và cái sở hữu bất thiện thì nó sanh ở trong cái sắc này, nhưng mà chúng ta lúc bây giờ chúng ta gọi là sắc bất thiện, sắc tâm bất thiện. Như vậy thì chúng ta thấy, chúng ta hiểu được cái phiền não niết bàn chỉ có Phật giáo Nguyên Thủy chỉ rõ ràng là cái phiền não. Cái phiền não chúng ta là chúng ta đoạn từ đầu tiên cho đến khi mà cái ngũ uẩn không có nữa, chúng ta gọi là ngũ uẩn niết bàn. Thì quý vị thấy Đức Phật nói như vậy để chúng ta hiểu được một điều nữa. Có nghĩa là Đức Phật nói rằng khi nào mình có ngũ uẩn, có sanh thì có bao nhiêu sự khổ. Bởi vì khi mà chúng ta sanh ra, chúng ta phải có nhà cửa để ở, rồi áo quần để mặc, rồi có chỗ mà đại tiện, tiểu tiện, rồi có chỗ đậu xe, rồi chúng ta có chỗ như vậy, rồi chúng ta bị hỏa hoạn, rồi chúng ta bị lũ lụt, rồi chúng ta bị động đất, chúng ta bị sóng thần tấn công. Nên khi mà Đức Phật Ngài nói về cái ngũ uẩn niết bàn đó, thì chúng ta hiểu rằng hễ có cái sanh đó, thì có bao nhiêu cái sự khổ. Bởi vì dùng cái từ niết bàn là vô sanh, nghĩa là không có sanh. Nhưng mà nếu chúng ta còn sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh hay quá sanh thì chúng ta cũng vẫn còn khổ do cái sanh. Nên trong cái kinh tương ưng bộ kinh mà nói về cái tương ưng 12 luân hồi đó, 12 cái mắt xích đó, thì chúng ta thấy có sanh thì có bao nhiêu sự khổ. Và trong kinh tương ưng cũng có nói rằng sanh đó, khi một sanh đó là có bao nhiêu sự khổ. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy không, có một người sanh ra đó, rồi họ phải làm nghề này nghề kia, rồi cái công ty xí nghiệp đó nó bị chuyện này chuyện kia, hay là bây giờ chúng ta thấy những cái công ty nó có người nhiễm COVID, mình do mình có sanh ra đời nên phải làm cái nghề nghiệp này kia, làm sống mình đến tới những cái công ty đó mình làm, rồi trong công ty nó bị hỏa hoạn, bị chập điện, rồi bị đủ thứ chuyện hết. Thì từ cái đó chúng ta hiểu rằng Đức Phật nói là ngũ uẩn niết bàn. Khi mà chúng ta không còn ngũ uẩn đó thì chúng ta không có cái khổ của sự sanh. Và chúng ta hiểu như vậy cũng đó là cũng là một cái cách để mà chúng ta khẳng định cái tri kiến của mình. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật nói cái người chỉ đường đó, Đức Phật chỉ như vậy đó, mình phải hành trì đúng như vậy, chứ mình nếu mình hiểu sai đó là mình đã là tà kiến rồi. Mình phải tà kiến rồi chứ không phải là chánh kiến nữa. Mà đã là tà kiến đó, thì mình chỉ có tà tư duy thôi. Mình đã hiểu sai rồi, cái suy nghĩ cũng là mình có tư duy sai thôi. Bởi vì hãy có cái tà kiến thì có tà tư duy. Mà hãy có tà tư duy phải có tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định thôi. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta thấy rằng nếu mà ai hỏi mình để mình đạt được cái gì đó thì mình phải hiểu rõ ràng là mình có phiền não niết bàn. Có nghĩa là cái phiền não trong tâm của mình đó, như là những cái tà kiến trong tâm của mình, nó ra tà kiến ngũ uẩn, hoặc là cái hoài nghi, hoặc là vô tàm vô quý. Mà trong bốn sổ bất thiện biến hành đó, chúng ta thấy si vô tàm vô quý phóng dật đó. Thì khi mà chúng ta đắc đạo quả tu đồ quần đó, thì vô tàm vô quý này được diệt trừ, si hoài nghi được diệt trừ, và tà kiến được diệt trừ. Như vậy là phần sở hữu đó, là bốn cái sở hữu bất thiện này được diệt trừ với cái tâm sơ đạo. Còn phần tâm á, là năm tâm bất thiện, là bốn tâm tham, một tà và tâm si hoài nghi được diệt trừ. Như vậy á, là cái rõ ràng á, khi mà chúng ta thấy rõ ràng như vậy đó, thì chúng ta thấy phiền não là gì? Là tâm, là phiền não và sở hữu bất thiện đó được diệt trừ. Chúng ta hiểu như vậy. Cho đến khi nào mà chúng ta bỏ cái thân ngũ uẩn á, thì chúng ta biết đó là ngũ uẩn niết bàn. Vì khi mà chúng ta hiểu cái sắc uẩn nó có đó, thì nó phải có bị nóng lạnh, rồi bị đói khát, rồi nó phải có tắm rửa vệ sinh. Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật nói 8 cái khổ căn bản đó, mình ngủ nè, rồi ngủ nè, thức rồi thức nữa nè, rồi đại tiện tiểu tiện, rồi ăn uống, tắm rửa giặt giũ, những cái này đó ngày nào cũng phải làm hết, ngày nào mình cũng phải làm hết. Nên quý vị cứ mỗi lần quý vị đi đâu về đó, mình phải tắm rửa cho sạch sẽ, hễ tắm rửa thì phải giặt giũ, rồi mệt quá phải ngủ nghỉ. Rồi ăn đói thì ăn, khát thì uống,
ăn uống rồi từ đại tiện tiểu tiện, thì đó là những cái khổ mà Đức Phật nói ngày nào cũng có hết. Và khi mà chúng ta thấy cái ngũ quẩn niết bàn á, là không có cái khổ của cái sắc quẩn này, và không có những cái đói khát bệnh hoạn, rồi tắm rửa vệ sinh mỗi ngày như vậy. Nên á, chúng ta mà có tu tập đó, chúng ta mà muốn quán về khổ đó, cứ mỗi lần mình thấy cái thân hình của mình dơ bẩn, mình tắm rửa đó, thì mình phải tự suy nghĩ Đức Phật nói đây cái khổ căn bản của sắc quẩn. Cái sắc quẩn này đói phải cho nó ăn, khác phải cho nó uống, hay nó ăn thì nó đại tiện, nó uống nó tiểu tiện, mà nó không ăn không uống thì nó sẽ chết. Đó vậy đó. Như vậy đó là những cái điều mà chúng ta học trong bài kinh này. Đức Phật nói là con đường mà Đức Phật chỉ đó, đó là ngài chỉ về cái danh và sắc, và ngài chỉ về cái phiền não. Phiền não là tâm của chúng ta. Như vậy ngày nào mà chúng ta mà có cái sự sáng suốt đó, bởi vì quý vị biết rằng một cái người mà gọi là ngũ quẩn tà kiến đó, đó là họ chấp ngũ quẩn này, cho cái ngũ quẩn là của họ, là của ta, của tôi, là tự ngã của ta, của tôi. Nên đó, mình phải nhìn nhận được cái điều này. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật nói rằng mình nghe pháp đó, đủ duyên đắc đạo quả, còn nếu không đó, mình phải rũ bỏ tà kiến trước khi mình chết. Cái nghĩa là mình phải nhận diện được cái ngũ quẩn này, nó là như vậy đó. Nó mà không ăn không uống được, nó chỉ ăn dinh dên, nó sẽ chết thôi. Mà nó ăn uống thì nó đại tiện tiểu tiện nha. Mà hễ nó ngủ rồi nó phải ngủ nữa, nó tắm rửa rồi phải tắm rửa nữa, ngày nào nó cũng phải như vậy hết. Mà chúng ta có cái sự quán xét thường như vậy đó, thì chúng ta có cái chánh kiến đúng, và chúng ta suy nghĩ về cái thân xác này như vậy là chánh tư duy đúng. Chúng ta nói về cái thân xác này là chánh ngữ đúng, chánh nghiệp đúng. Và chúng ta nuôi cái thân nghiệp này sao đó, nuôi cái mạng, cái thân này mình nuôi sao, và cái thân nghiệp này mình làm như thế nào đó, nó phù hợp với cái chánh kiến đó đó, thì mình mới mong mà dứt được cái thân kiến. Cái thân kiến là cái sự hiểu sai của cái thân ngũ quẩn này. Điều đó rất là quan trọng. Nên đó, quý vị cũng thường nghe ngài Sa Tri Bất Tá, ngài là sanh mẫu đó, ngài giảng cho mình hiểu biết để mình từ bỏ cái thân kiến. Nên ngài được gọi là sanh mẫu, là người mẹ đẻ ra đứa con. Còn ngài Mốc Ca La Ná dưỡng mẫu là ngài hướng dẫn cho tu tập tiến bộ nữa. Nên được gọi là khi mà có một người sanh ra thì phải có một người nuôi, thì ngài Mốc Ca La Ná là dưỡng mẫu, còn cái sanh mẫu đó là ngài Sariputta. Nên khi mà chúng ta học tu đó, thì chúng ta biết rằng cái của chúng ta đó là khi mà chúng ta nghe về phiền não hay là ngũ quẩn đó, thì chúng ta phải suy nghĩ về cái ngũ quẩn này như vậy đó. Nó cái khổ của ngũ quẩn này như vậy, rồi cái khổ của phiền não là như vậy. Chính vì chúng ta không có quán xét về cái thân này, mỗi lần đói khát đi ăn uống, nên trong cái bài kinh đại của quẩn, quý vị cũng thấy Phật này nói rằng do ăn á, người ta xung đột lẫn nhau. Thì quý vị cũng thấy bây giờ quý vị đi nước Mỹ cũng vậy đó, hãy bị làm thì mình làm rẻ thì cái người bản địa đó họ ghét mình, họ quýnh mình này kia nọ, họ chặn đường, họ đốt xe mình, họ làm bao nhiêu cái sự khổ mà quý vị thấy có đó. Thì cũng vì mình đói khát thôi, vì mình đi tìm ăn thôi. Đi tìm ăn rồi mình phải đại tiện, rồi tìm uống phải tiểu tiện, rồi mình tìm ăn tìm uống vậy, mình phải tìm nhà vệ sinh, rồi tìm chỗ vệ sinh, rồi tìm chỗ tắm rửa, rồi tìm chỗ phơi đồ, rồi tìm cái cách để phơi đồ. Đó là những cái ý mà chúng ta cần phải suy nghĩ về cái thân này. Mà khi mà chúng ta có cái ý suy nghĩ như vậy đó, Đức Phật là có chánh kiến, và chúng ta suy nghĩ về cái nỗi khổ là chúng ta có chánh tư duy. Cũng là tắm rửa rồi đại tiện tiểu tiện, ngủ nghỉ, mình không ngủ được nó cũng rất nguy hiểm. Nên bữa hôm trước chúng tôi ngồi coi cái tin tức, các nhà khoa học nói rằng mình bị mập, bị rối loạn giấc ngủ, rồi bị khớp mà bị khớp, bị thần kinh tọa cũng rối loạn giấc ngủ, rồi bị nhịp tim á, tim bị loạn động cũng do mình thiếu ngủ, thiếu ngủ nên nó sanh ra bị loạn động cái tim. Thì các nhà khoa học họ nghiên cứu nên họ nói cái điều đó. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái thân của chúng ta đó, ngủ nghỉ nó phải có ngủ nghỉ, mà nếu không có ngủ nghỉ được nó sẽ có vấn đề. Nên cái thân chúng ta mà Đức Phật nói rằng mỗi lần mình ngủ nó cũng là cái khổ. Vì nếu mình không ngủ mà thiếu ngủ đó, mình lái xe đó, mình cũng bị mất mạng nữa. Nên chúng tôi nói quý vị, một cái con người mà chỉ cần nhắm mắt mở mắt ra thôi là đã bỏ sinh mạng rồi.
có nghĩa là tai nạn, mình chỉ cần ngủ gục cái là mình sẽ chết liền. Nên nhiều khi quý vị thấy mình nghe, mình hiểu được lời dạy của Đức Phật, mình mới thấy rằng mình phải làm sao, dù có buồn phiền bị này kia nọ, mình cũng phải ngủ nghỉ. Nếu mình là người điều khiển xe mà đi để đi làm ăn này kia nọ đó, thì mình phải biết cái cách để ngủ nghỉ như sao để mình đừng có bị thiếu ngủ, và mình cũng đừng vì tiền bạc mình thức đêm thức hôm mình làm quá đi, rồi cuối cùng mình sẽ bị bệnh hoạn nặng nề, rồi mình lấy tiền để mình lo cho bệnh. Bởi vì cái người có trí đó, thì Đức Phật ngày dạy mình biết được cái nỗi khổ này, nên mình không có thể nào mà mình làm khác được hết á. Mình không thể nào nói mình làm hoài rồi mình mua thuốc mua này kia nọ mình uống cho mình đừng ngủ, không có đâu quý vị. Chúng tôi có gặp cái một số người họ nói rằng lúc trước họ chạy đó, họ lấy nước đá họ để dưới bằng chân, họ ngâm dưới bằng chân, nhưng mà đến lúc một lúc nào thôi, chứ mà nó buồn ngủ quá rồi nó cũng sẽ ngủ thôi, chứ nó không phải là mình có thể thức được đâu quý vị. Trừ khi nào mình bị bệnh, một cái chứng bệnh gì đó mình phải thức thôi, chứ con người của mình tới giờ nó là mình phải ngủ nghỉ, rồi tới giờ mình phải ăn uống, rồi tới giờ mình phải đại tiện tiểu tiện. Đó là những cái khổ mà ngày nào cũng có mặt hết á, mà hễ mà không có mặt cái nó là mình coi chừng mình đã bỏ sinh mạng rồi. Nên cái những điều đó nó làm cái khổ triền miên trong cái dòng luân hồi sanh tử, nó là cái khổ triền miên mà Đức Phật ngày dạy như vậy. Thôi thì bây giờ đã hết giờ rồi quý vị. Thì bữa hôm nay chúng ta học cái bài kinh Trung Bộ, cái bài kinh Trung Bộ thì nãy ngày Thượng Tọa Đề Siêu cũng giảng rồi, bây giờ ngày để cho hai huynh đệ, nhưng bây giờ chúng tôi cũng nói bây giờ tới 10 giờ rưỡi thì thôi cái bài kinh Trung Bộ 107. Bây giờ thì mời tri chúng lên tri ân chư tôn đức, rồi chúng ta hoàn mãn cái buổi học này luôn quý vị. Xin tri ân quý vị. Bây giờ thì mời tri chúng. Dạ, sa thú lành thai, con tu nội tinh hạnh. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bí mật giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tín pháp. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin cho ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đọc thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya. Yang kim chi kusala kamang kata